Bài tin mừng Thánh Doan chương 14 câu 27 đến 31 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Thầy để lại bình an cho anh em Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian Anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi Anh em đã nghe Thầy bảo thầy ra đi và đến cùng anh em nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng chúa cha bởi vì chúa cha cao trọng hơn thầy bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra để khi xảy ra thì anh em tin thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến đã hẳn nó không làm cho nó không làm gì được thầy nhưng chuyện đó xảy ra để cho thế gian biết rằng thầy yêu mến chúa cha và làm đúng như chúa cha đã truyền cho thầy thưa anh em anh chị em bài tin mừng doan ngày hôm nay nói về sự bình an bình an mà chúng ta vẫn nghe trong thánh lễ đó thầy để lại bình an cho anh em để ban sự bình an của thầy cho anh em chúng ta hiểu được chữ bình an này bằng nhiều cách lắm. Tôi lấy chữ một cái ví dụ, người ta thi một cái cuộc uh, họa sĩ vẽ thi vẽ để diễn tả sự bình an, sự hòa bình. thì có những họa sĩ vẽ nhiều nhiều cung cách khác nhau để diễn tả sự bình an, nghĩ một quang cảnh tĩnh mịch, tĩnh mịch, một cái hồ lặng, không có một đoạn gió cảnh Tính. rồi ở một tác phẩm khác là vẽ một cái cảnh người mẹ bế con, du con ngủ yên yên tĩnh nhưng lại thay vào chung kết thì một bức tranh lại được chấm giải nhất đó là bức tranh mô tả một trận bão tố cây cối rạp xuống sóng tràn lên rồi thì cung cảnh đang bị động nhưng mà ở trong một cái hốc đá, có hai con chim, nó rìa rông lông cánh cho nhau. Nó diễn tả sự yêu thương, chân sóc và bức tranh nước được, được giải nhất về sự bình an. Cái, cái cuộc thi họa ấy nói chúng ta một cái điều, chúng ta tìm được sự bình an thật sự khi chúng ta biết yêu thương người khác, biết chăm sóc, biết lo cho người khác. Còn cảnh trí bình an thì chúng ta vào rừng, chúng ta thấy tĩnh lặng, thấy một hồ nước trong veo, một chiếc thuyền con bé tèo teo, chưa diễn tả hết sự bình an đâu. Thậm chí vào nơi tĩnh lặng đi tĩnh tâm, nhưng chúng ta biết quan tâm để lo cho những người túng thiếu, những người cần đến chúng ta. Đấy là sự bình an, đích thật và chúa giêsu cũng nói các thủ lãnh của thế gian đang đến chúng ta không thể nào tránh được những cái đau khổ những cái thử thách mà thế gian nó thúc bắt chúng ta vì chúng ta không thuộc về thế gian ngài nói thế thầy 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 bảo với anh em anh em không thuộc về thế gian này và các anh sẽ các anh em sẽ như thầy thôi sẽ bị bắt bớ sẽ bị treo lên sẽ bị lột trần chuồng Mầu nhiệm kenosis Chút bỏ vinh quang, hủy mình ra không Anh em chuẩn bị để đón đến ngày đó Vì thế gian nó sẽ đến bắt bớ anh em Nhưng anh em hãy tìm lấy sự bình an Đích thật, bình an Mà thầy đã hứa ban cho anh em Chúng ta cầu nguyện Để tất cả chúng ta hàng ngày Biết tìm lấy cái sự bình an đích thật đó Qua Sự cầu nguyện Qua việc quan tâm anh em phục vụ và tất cả những công việc mà chúng ta được Chúa mời gọi để làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một người cha gia đình, người mẹ, một anh em sinh viên, một người công nhân, một người tu sĩ, vân vân.